Trong ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, sinh năm 1974, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang là chủ cửa hàng Ngũ Kim Mỹ Trang có địa chỉ tại số 6 Lê Huân và số 2 Lê Đại Hành, thành phố Huế. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8 năm 2022, bà Trang cho anh Nguyễn Đức Tê, sinh năm 1983, trú ở thành phố Huế, vay 30 triệu đồng. Với số tiền vay này, anh Tê phải trả góp mỗi ngày 600.000 đồng, trả trong vòng 60 ngày. Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, bà Trang cho anh Tê vay nặng lãi thêm 7 lần, trong đó có nhiều lần cho vay đến 100 triệu đồng. Ngoài anh Tê, bà Trang còn cho một số trường hợp khác vay tiền là anh Hà Văn V, sinh năm 1959, trú tại thành phố Huế. Từ khoảng tháng 4 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, bà Trang nhiều lần cho anh V vay nặng lãi để thu lợi bất chính. Bước đầu, Công an thành phố Huế xác định tổng số tiền bà Trang cho anh Tê và anh V vay là 425 triệu đồng với lãi suất từ 120% đến 121,67% trên năm. Với hoạt động cho vay nặng lãi, bà Trang đã thu lợi bất chính số tiền lớn.